thiệu với bạn bộ máy xay cầm tay đa năng MQ7 của Braun. Braun là một trong những thương hiệu đã rất quen thuộc với thị trường Việt Nam, và máy xay cầm tay đa năng Braun cũng vậy, cũng đã rất quen thuộc với các bà nội trợ. Với công suất là 750W thì bạn có thể xay được tương đối tất cả các loại thực phẩm, ngay cả đá các bạn cũng có thể xay được. Và giờ mình sẽ giới thiệu các bộ phận của máy xay cầm tay đa năng Braun. Đầu tiên bạn có thể nhìn thấy đây là một cái motor. Đây chính là cái bộ phận chính để kết nối với các cái bộ phận khác trong bộ máy xay này và trở thành một cái động cơ xay hoàn hảo. Và chút nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn cụ thể hơn về cách sử dụng của cái motor này. Và bộ phận thứ hai là bạn nhìn thấy đây là một cái cối xay khá lớn với dung tích là 1,2 lít. Với dung tích này thì bạn không phải đáng lo ngại lắm về cái khối lượng thực phẩm mà các bạn muốn xay. Bạn có thể dùng cối xay lớn này để làm các món sinh tố, món nước của bạn, hoặc bạn có thể xay thịt, hoặc là xay các thực phẩm khác, hoặc xay là lạc các thứ để làm món nướng vừng. Bộ phận thứ hai đấy là một cái cối xay bé hơn. Cối xay này thì có dung tích là 400ml thôi, nhưng mà nó phù hợp cho các bạn mà khi có con nhỏ, hoặc là em bé, hoặc là những cái đồ nấu ăn riêng cho một ai đó mà các bạn có thể sử dụng cái cối xay này để xay một cái số lượng thịt nhỏ, hoặc là tôm, cua, cá, hoặc là bạn cũng có thể sử dụng cối xay này để xay các cái loại hạt như là hạt lạc để làm muối vừng. Dụng cụ tiếp theo đây là một cái cốc. Cái cốc này có độ cao cũng tương đối, và cốc này được kết hợp để dùng với cái tay xay bên ngoài, là bạn có thể xay nó trở thành một công cụ để các bạn xay và được làm món sinh tố. Nó trở thành một công cụ để giúp các bạn làm món sinh tố. Và đây là một cái tay xay bên ngoài. Tay xay này thì để kết hợp với motor và trở thành một cái động cơ xoay. Và bạn có thể sử dụng cái tay xay này để kết hợp với cái cốc, với phần cốc nước ở đây, mà không cần phải sử dụng cối xay như hai dụng cụ vừa rồi. Và bạn có thể sử dụng cái tay xay này để kết hợp với các cái loại đồ dùng dụng cụ của bạn. Ví dụ như bạn có thể để thực phẩm ở trong cái cốc thủy tinh, hoặc một cái bát thủy tinh có khả năng chịu lực tốt, và hoặc là cốc nhựa thì bạn có thể xay và làm cái món sinh tố, hoặc là xay những thực phẩm mà các bạn muốn. Dụng cụ tiếp theo đấy là một cái tay đánh trứng. Thì cái tay này là cũng kết hợp với motor, và các bạn có thể sử dụng nó để đánh phần trứng hoặc là phần bột loãng, giúp cho việc đánh trứng hay là trộn bột có thể sẽ đều hơn và dễ dàng hơn. Ngoài ra thì Braun và MQ7 còn có thêm một cái lưỡi dao nữa. Lưỡi dao này được sử dụng để kết hợp với cái phần cối xay lớn ở đây. Thì bạn có thể nhìn thấy là phần lưỡi dao ở trong sẵn trong cái phần cối xay này là lưỡi dao có hình răng cưa và phù hợp với các loại thực phẩm mềm, và nó sẽ cắt thực phẩm nhanh hơn. Còn với cái phần lưỡi dao bổ sung này thì đó là một lưỡi dao phẳng, và bạn có thể sử dụng để kết hợp với các loại thực phẩm cứng hơn để cứng hơn và dễ dàng hơn. Còn giờ thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn cách sử dụng của bộ phận motor. Đây là cái trục quay chính của Braun MQ7. Thì giả sử như bạn có thể sử dụng cái motor này để kết hợp và lắp vào từng cái bộ phận như là hai cối xay ở đây và cái tay xay bên ngoài. Bạn chỉ cần lắp sao cho các cái giường kia, cái phần diềm là khớp nhau, và bạn nghe thấy tiếng tạch cái thì hai bộ phận này sẽ trở thành một cái tay xay chắc chắn và an toàn như này. Trên cái thân của motor thì phần đầu của nó chính là phần khởi động. Sau khi bạn cắm điện thì bạn sẽ có thấy một cái ánh đèn đỏ nhấp nháy như thế này. Và cái nút thứ hai của Braun MQ7 thì là cái phần nút để thay đổi tốc độ ở ngay bên dưới phần đỉnh đầu của nó, và bạn có thể bấm tay vào để thay đổi tốc độ tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Thì để khởi động cái Braun MQ7 thì bạn chỉ cần bấm tay, giữ tay bấm vào phần đầu và chuyển cho cái phần đại điện này trở thành màu xanh như thế này. Và trong lúc đấy đồng thời bạn sẽ bấm luôn cả cái nút tốc độ để cho máy khởi động. Và sau khi máy khởi động xong thì bạn chỉ cần giữ cái tay ở cái phím tốc độ, và bây giờ bạn sẽ điều chỉnh theo cái lực tay ấn của mình để có một cái tốc độ quay phù hợp và bạn mong muốn. Việc thay đổi tốc độ quay này rất là nhanh chóng và linh hoạt, giúp cho bạn có thể có được cái món giúp cho bạn có thể tạo ra được cái món ăn mà mình ưa thích nhất. Bạn có thể nghe thấy cái tiếng quay xay của Braun MQ7 rất là êm tai và máy không hề rung. Cho dù mình cầm bấm này nhưng mà không và trong quá trình mình cầm bấm như này thì máy không hề rung.
và để tháo cái bộ phận MQB này ra. Thì các bạn thấy hai cái phím ở hai thân của motor, bạn chỉ cần cầm tay và ấn vào hai phím này rồi rút nhẹ cái bộ phận được mắc cùng với nó ra, rất là dễ dàng. Và khi bạn vệ sinh thì bạn chỉ cần phải vệ sinh cái phần tay quay bên dưới, còn phần motor thì hầu như bạn không phải vệ sinh. Ngay cả cách sử dụng cũng đơn giản để bạn chế biến đồ ăn. Vì lý do đấy mà Brawler Q7 đã trở thành một cái sản phẩm được yêu thích nhất là tại thị trường. Vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn bộ máy xay cây đa năng MQ7 của Brawler.